con của chị đi như thế nào? Chị ly dị xã này 3 năm rồi. Tình cũng như là ảnh không có cờ bạc rượu chè, cũng hút thuốc thì cũng hút ít thôi. Ví dụ như đám tiệc thì cũng uống bia rồi chút đỉnh này thì được 50 tuổi đến 60 tuổi. 50 đến 60. Tại vì anh đó thí dụ như có nhà càng tốt, không có nhà cũng được. Nói chung ra là có nhà thì tốt. Nếu mà có anh nào thương chị thì chị phải đi về nhà anh đó hả? Về nhà anh đó ạ. Tại chị không có nhà. Rồi, tiến chào chị nha. Chị chào em. Chị giới thiệu đi, chị tên gì, đến từ đâu đi? Chị tên Liễu Thi Phương, 47 tuổi, chị ở Tây Ninh. Chị ở Tây Ninh. Chị, giờ em nói chị như thế này ha. Lên tới đây bắt chuột chương trình của Tiến, là Tiến đăng clip này lên. Sau này chị không có quyền kêu là xóa clip hoặc là gỡ clip, chị có đồng ý không? Đồng ý. Rồi sau này chị có đến với ai, cái điều thứ nhất là chị phải tìm hiểu cho kỹ. Rồi. Lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có để thừa Tiến nha. Rồi. Tiến làm thường thường đó, làm mai có đầu heo mà này. Tiến làm mai không, bây giờ không có cái lông heo nữa. Tại mà chị, khi mà vui á thì không nói gì, buồn á hai vợ chồng mà cự cãi á bắt đầu cái lôi Tiến ra để nói này nói nọ, thật sự khổ lắm. Chút hỏi này, thí dụ như có cần thiết anh đó là có nhà hay không, là chị nói là có nhà càng tốt, không nhà cũng được nha. Khoan chút xíu mà hỏi vậy. Thì nói vậy đó. Nhà càng tốt không có cũng được. Mà tại vì mình tìm hiểu cái anh đó là đã có rồi. Không, bây giờ có người ta nói đến đòi cái nhà người ta không, mà chứ không có thương yêu, không có người ta nói vậy đó. Cái chuyện trên mạng mà ai nói thì sao nói, miễn mà cái tâm mình tốt rồi được. Bây giờ em nói chị nào, giờ chị kể cái việc hôn nhân của chị đi như thế nào. Chị ly dị xã này 3 năm rồi. Ly dị 3 năm. Chị, em cũng nói chị lên đây chị nói phải thật lòng. Thứ nhất là không nói thêm không nói bớt, có sao nói vậy. Nếu mà Tiến đăng lên á là ở sớm biển chị biết chị luôn. Nên có người á lên đây có thể mà nói dốc á thì Tiến đăng lên đây thì ở sớm điện chị nói không đúng sự thật là Tiến không cho kết bạn. Tiến nói trước nha. Ai cũng bất thì nên tìm hiểu cho kỹ, rồi sau này có chuyện gì thì cũng đừng leo lôi Tiến ra mà nói. Chị tại vì thấy ở trong mạng có mấy người đem lên bán vốn rồi chửi lộn gì gây lộn tùm lum. Nên mình không thích nhau nữa thì mình hai người giải hòa em đẹp, chứ đừng có đem lên nó chẳng được gì cho làm cho mắc cỡ thêm thôi. Người ta cười xíu xíu da đủ cười con cái đủ đúng cười. Rồi chứ không phải mà tốt lành gì đâu, nhưng mà chị thì chị hiền lắm. Nên em không phải gì bất cứ đẹp tới em cũng là ai đến chương trình em cũng khuyên mình tìm hiểu cho kỹ rồi hãy đến nhau. Tiến ở đây đó, Tiến chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi, Tiến không có bắt chị phải lấy anh đó hoặc là anh đó phải lấy chị. Tiến không có bàn ra, cũng không bàn vô. Chị xin số thì em có nhiệm vụ để cho số rồi tự chị tìm hiểu. Ta đã ly dị là 2 năm rồi. 3 năm. Chị được mấy đứa con? Chị được có một cháu trai 23 tuổi. Là một đứa một à? Một. Bây giờ chị làm nghề gì? Chị đang làm công ty. Công ty ở đâu? Tuy ở Tân Biên, mình ở Tây Ninh đó. Ở Tây Ninh luôn ha. Tây Ninh. Rồi giờ con chị sống chung với chị là sống với ai? Con chị giờ nó lớn là tự nó lập được, là tự nó đi mang, tự nó sống ở Đồng Nai á. Còn nhà chị ở chung với ba mẹ. Hẹn bây giờ ha. Hẹn giờ là mình ở nhà chung với ba mẹ. Là mình đi làm ở tại quê nhà luôn. Ở tại quê nhà. Rồi trong cái thời gian mà chị mà đã chia tay với ông xã trong mấy 3 năm qua chị không có tìm được một người nào sao? Chị không có dự ý người nào hết. Cũng có tìm hiểu ha. Có tìm hiểu mà chị không có dự ý. Nhưng mà chưa dĩ hết. Dạ. Trẻ bản thân có nào thích là thích đúng không? Rồi theo mà như chị là chị thích anh đó là tánh tình sao? Anh đó thì tánh tình cũng như là ảnh không có cờ bạc rượu chè, cũng hút thuốc thì cũng hút ít thôi. Ví dụ như đám tiệc thì cũng uống bia rồi chút đỉnh này thì được. Như tánh tình là đừng cờ bạc. Đừng cờ bạc. Đừng rượu chè. Nói chung là uống thì cho uống. Uống chút đỉnh thì được. Chứ uống mà
la lớp là không được. Chị có yêu cầu gì không thì chị nói hết đi. Chị có yêu cầu anh thì đó là chị yêu sao? Cầu anh đó từ khoảng 50 tuổi đến 60 tuổi. 50 đến 60. Tại chị 4 mấy rồi. Chị 47. Anh đó thí dụ như có nhà càng tốt, không có nhà cũng được. Nói chung ra là có nhà thì tốt. Thì nếu mà có anh nào thương chị thì chị phải đi về nhà anh đó hả? Về nhà anh đó hả? Tại chị không có nhà. Lúc trước mình sống với ông xã mình có nhà không? Có nhà mà mình thôi ra thì nhà ông xã, ông xã ở. Ủa sao kỳ vậy? Thường thường người ta sau vợ thì người ta để nhường lại cho vợ với tại con. Tại vì mình sống đó bên chồng. Còn bà vợ chồng, còn em chồng thôi. Coi như là hôm đó là sống chung. Sống chung. Chứ chưa có nhà riêng. Chưa có nhà riêng. Rồi đúng rồi, phải rồi. Rồi giờ mình ở chung với ba mẹ. Ở chung với ba mẹ ha. Chị yêu cầu như thế nào thì chị nói đi, anh đó phải có nghề nghiệp gì không? Có, cũng như là chị yêu cầu là anh đó là phải có công việc ổn định vậy đó. Có công việc ổn định. Chị muốn gì chị nói hết ra đi. Chị nói hết tâm tư này để cho cái anh nào anh nghe được, anh hiểu được và anh muốn đến với chị. Để thôi cái chị nói một ít hà. Cái mai kia mốt nọ cái anh kết nối với chị rồi chị đòi hỏi tùm lum trơn lắm. Ủa sao chứ lên chương trình em nói khác mà ra ngoài em nói khác đó. Không, ý chị thì cũng dạ chứ không có đòi hỏi gì. Chị phải nói hết ra chứ thường thường có nhiều người có điện cho Tiến nói Tiến ơi cái chị này lên chương trình thì nói cái gì cũng được nhưng khi mà tâm sự với nhau thì lại nói khác đó. Bây giờ chị cũng hiền, chị cũng ít lời lẽ. Chị phải nói ra đặng cho khi mà mình nói trên đây sao thì mình khi mình gặp anh đó thì mình nói phải y gan vậy. Chứ có nhiều người điện Tiến nói anh này lên đây nói vậy hay là chị kia lên đây nói rất là dễ nhưng mà tâm sự lại thì không phải như vậy đó, đòi hỏi đủ thứ đó. Nói chung thì mình cũng không có đòi hỏi gì, thì giống như anh đó có việc ổn định là lo cho mình là được rồi. Mình cũng không có đòi hỏi gì. Chị cũng đơn giản thôi ha. Cũng đơn giản thôi. Cái nói cũng ngắn gọn thôi. Đơn giản thôi. Có gì đâu thì mình bày tỏ chuyện tâm sự bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Thì nói chung nghĩ sao thì chị cứ nói y gan vậy đi chứ không có gì hết. Chứ không có gì phải sợ, tại vì khi mình ai cũng vậy, mình muốn có được một tấm chồng thì tấm chồng biết yêu thương mình, biết lo lắng cho mình đó chứ. Thì ý của chị thì chị muốn kiếm ông xã thì biết yêu thương chị. Lo cho chị là được rồi. Nói chung là chị cũng hiền lắm, chị không có chị hiền, chị không có gì hết. Giờ em nói chị thí dụ đi, cái anh đó là anh nói chung là anh đó anh không có nhà ha. Biết sao Tiếng nói này để cho nhiều anh có khi xin số mà anh không có nhà, anh đang ở nhà trọ mà thương chị có đồng ý không? Chị đồng ý, có nhà thì càng tốt, không có nhà cũng được. Để chi, để em hỏi lên đây cho nó rõ, để cho mà mấy anh nào mà không có nhà rồi thương chị mà người ta biết lo làm ăn thì hai chồng về sống cũng được, từ từ mua nhà sau cũng được. Đó. Còn mà em không hỏi những câu hỏi này ra thì những anh mà không có nhà đó rồi nghe chị nói là không có rõ đó, cái người ta xin số Tiếng rồi Tiếng cho, rồi lúc đó chị nói thôi anh không có nhà em không chịu, rồi mất công, thà là mình nói trước. Bây giờ chị nói thẳng bây giờ tại vì em không có nhà thì em không phải là cần gì mà em có một chỗ để nương tựa. Đã em không có nhà rồi thì em phải cần có nhà đó, đúng không? Cái gì mình nói thẳng ra đó, cho người ta hiểu hơn đó. Chứ không phải là có nói chung ra là nhà lớn nhà nhỏ gì cũng được hết đó. Để có cái nhà là được. Để có cái nhà che mưa che nắng thì cũng được đó, chứ không phải là có cái nhà mà đòi hỏi chứ đi đòi hỏi mặt tiền bạc nè, cho nhiều nè, cái gọi đó đòi hỏi. Còn cái đòi hỏi này rất là đơn giản,
không lẽ trên đời này không lẽ 10 người, không lẽ không có nhà hết 5 người, cũng phải có 7-8 người chứ, có nhà chứ, còn hàng người hay người mới không có nhà thôi chứ, giờ ai mà không có nhà, đúng không? Tiến hỏi cái nữa đi, là chị có chọn là dùng miền nào không? Hay là ở đâu cũng không, được? Chị chọn là miền nào cũng được. Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Nam Trung Bắc. Từ Hà Nội chính nói chung là trong nước Việt Nam. Thích chị là được. Thích chị là được. Là chị đi về tới anh đó, nhà anh đó ở. Nhà tới nhà anh ở. Rồi khi mà hai người mà kết nối được với nhau, chị có đòi hỏi phải làm buổi tiệc lớn hay nhỏ không? Thì cũng có làm chừng 1-2 mâm thì cũng được rồi. Chị không có cần mà làm lớn. Miễn có làm là được. Miễn có làm 1-2 mâm được ha. Có đòi hỏi tặng cái gì cho chị không? Tặng gì cũng được mà. Trời ơi, cái nói cái gì cũng được, cái gì cũng được, tới chừng nữa người ta nói dạ anh không có gì trơn hay sao? Lúc đó chịu không? Cái gì mình nói mạnh dạng ở đây, nói chung ra em nói chị nè, thật sự chị đừng có ngại gì hết. Người ta không cưới vợ thôi, cưới vợ ta cũng phải có gì chứ, mới cưới chứ. Có người không có nữa nha chị, em nói trước nè, lên chương trình là có nhiều người không có nữa đó. Tụi em cũng phải mắc bỏ tiền nha, bây giờ em cũng nói trước, anh nào cưới vợ thì tự lo, chứ bắt Tiến lo thì Tiến không lo, tại vì Tiến không có cái được hưởng ở cái gì ở đây trơn á. Nên Tiến không có lo, tự anh muốn có vợ thì mấy anh tự mấy anh lo đó. Tiến nói trước tại vì Tiến cũng giúp được 2-3 người rồi, nhưng mà Tiến cũng thấy khi mà giúp họ rồi họ cũng không có được như ý muốn của mình thì thôi, bây giờ anh nào có cảm thấy cảm khả năng mà kiếm một người vợ để lo cho người vợ thì mấy anh còn chuẩn bị tiền, thứ nhất là tiền đó, để lo cho người vợ đó. Có người làm 2-3 mâm còn không có nữa kìa. Mâm còn không có nữa đó. Nên Tiến thì một người thẳng thắn, thì có làm sao thì Tiến nói vậy. Thì nên mấy anh nào muốn lên chương trình để kiếm một vợ thì trước nhất là anh phải có tiền, thì người phụ nữ đó mới chị. Tiến ở đây là không phải nói là có tiền nhiều hay tiền ít nha, Tiến không có nói vụ đó, nhưng mà phải là mình tại đồ, tổ chức là mâm hay mâm để ra mắt ông bà sớm ghiền ăn cho chính thức mình biết có vợ vậy thôi đó. Vậy Tiến thì tại vì Tiến làm cái công việc này Tiến cũng trải qua, Tiến cũng hiểu cũng biết rồi, và những anh nào mà lên chương trình của Tiến thì sau này lỡ có vợ chồng giận hờn cũng đừng có điện cho Tiến, đừng có nói Tiến, tại Tiến hết nhiệm vụ rồi. Tiến ở đây chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi, Tiến cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần nha, nên mấy anh hãy nghĩ kỹ chứ. Trời, ông này chị này không được, Tiến ơi chị kêu được, nó tự anh chọn chứ Tiến đâu có chọn đâu, mình nói Tiến đúng không? Tiến không có chọn giùm, nó tự mà anh chọn. Có nhiều người nói thôi chọn cho anh đi, không được, lỡ mai khi múc ngọ để thừa Tiến làm sao, đúng không? Nói tại cưng đó, cưng chọn người bây giờ chỉ mới như vậy nè là không được, thôi chị mấy anh chị cho số, mấy anh chị mới tìm hiểu làm em đó. Mới là người kết nối thôi. Em chỉ người là chia sẻ thông tin rồi tự anh chị tìm hiểu. Chị cái mẫu người đàn ông là chị thích bự hay nhỏ? Mẫu người đàn ông thì thích từ 65 đến 70 kg, thì cao cỡ 1m6, 1m65 cũng được. Là cho đó lại là vừa ha. Là vừa là tại vì chị 56 kg mà chị là 1m56 luôn. 1m56 luôn. 56 kg. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video lên cả nhà, thì mong cả nhà chia sẻ giùm chị. Nói chung chị thì không có lời lẽ nhiều, nên cái cuộc trò chuyện của Tiến thì nó hơi ngắn quá, tại vì Tiến hỏi hoài thì cũng không biết hỏi cái gì nữa. Chương trình hỏi một câu thì chị trả lời 10 câu thì còn đỡ, này chỉ là trả câu nào chỉ trả lời câu đó, nên cái Tiến giờ hỏi hết rồi, Tiến cũng không có cái gì để hỏi nữa đó. Thì thôi cô chú anh em mà có thương Tiến, mà cô chú anh em nào có muốn mà thích câu nào hay anh nào thích câu đó là Tiến cũng phiên nha, là coi hết clip để cho mình hiểu cái người đó hơn đó. Có người thích người đó mà không biết tên luôn, coi trên clip mà không biết tên luôn, hỏi người đó ở đâu quê quán gì. Chị nói vậy thì có anh nào mà thích chị thì alo với Tiến. Mà phải lên chương trình thì Tiến mới cho số được. Đó, phải lại tới đây, như chị là ở Tây Ninh, chị cũng xuống đây thì mấy anh thì cũng lại tới đây để chi, để Tiến ghi hình
lên. Thí dụ chị này không được thì còn nhiều chị khác, cũng như chị cũng như thích anh kia, thì thí dụ không được thì còn nhiều anh khác để thích chị, là nó như vậy. Nó thật sự ra muốn mà kiếm một người bạn đời là mình phải lên chương trình thì mới được. Vậy thôi Tiến cũng tạm dừng cái video. Tiến chúc tất cả cô chú và các anh em một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Có thương Tiến thì cho Tiến một like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất nè. Tiến chào tất cả cô chú anh em và chào dạ chị.